Chào anh em đã quay trở lại với channel cá lóc cảnh của Mario. Mình là Phước đây anh em. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật lại cái bé cá mà sau một tuần mình thuần nó như thế nào cho anh em xem nha. Với lại là mình sẽ cho những con cá của nhà mình ăn dán dubia, rồi chia sẻ với anh em một số thông tin anh em đang hỏi Phước. Rồi đây đã quay cá rồi, Phước sẽ chia sẻ với anh em luôn. Ok anh em. Rồi hello anh em nha. Đây là con bé mắc bò mà mình đã thuần rồi nha anh em. Nói chung là cũng khá là ok rồi, còn hơi nhát tí. Mình đây mình có vừa mới, ôi cái tay mình quay hơi ấy nha anh em. Đây mình vừa mới bắt bốn bé dán dubia với một bé dán đất để cho cá ăn anh em. Anh em nói chung là mình tạo được cái nguồn thức ăn mà dự trữ như thế này nè, nó cũng lợi lắm, mình cũng phải không phải bận tâm về câu chuyện. Thôi mình cho mấy con trên ăn dán dubia trước nha nè. Này một bé ấy bùm 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 bùm. Rồi, anh em thấy cá mướt không? Bể hơi bẩn nha anh em, mình quá là bận luôn. Thì ngày mai mình sẽ bắt đầu là chủ nhật, ngày mai mình rảnh mình sẽ vệ sinh và mình sẽ chia sẻ với anh em một số cái câu chuyện. Là anh em ở ngoài miền Bắc á, có nhiều bạn comment hỏi Phước là ừ anh ơi, cá mùa đông á thì mình nên như thế nào để chơi con cá nó được nó ok nhất. Đấy, thì ngày mai mình sẽ lên clip cho anh em vấn đề đấy nha. Đây hôm nay thì mình cập nhật cá. Rồi, đây mình cho con cá ăn dán đất anh em ơi. Rồi, con cho con này ăn dán đất. Ấy nhảy lại đớp rồi nha anh em. Đấy, bé cá này khá là đẹp rồi anh em. Đấy, anh em thấy không, tỷ lệ thuần thì nói chung là được tầm khoảng mấy mươi phần trăm thôi nha anh em nha, tại vì mình đi làm cả ngày không có thời gian mà ngồi chơi với cá nhiều anh em. Anh em nhìn ồ thấy đẹp không, phê không? Đấy nha anh em nha. Đấy, đây là câu chuyện cho bé cá mắc bò ăn dán đất. Đấy, còn mấy bé trên này thì ăn dán dubia. Rồi đây mình sẽ cho ăn anh em. Đấy, cho dán dubia thì con cá nó đẹp lắm anh em, nó mập mập, nó mướt lắm. Đấy, anh em nên thử nuôi và trải nghiệm và cho ăn đi anh em ơi. À, cá nhân Phước thấy thì dán dubia nó khá là tốt. Và trước đây thì có nhiều anh em review rồi. À, nhưng mà đợt này thì đấy, mình mới cho ăn mà mình thấy con cá nó mướt lắm anh em. À, đợt trước mình bỏ đói rất là lâu luôn á, mình không có chăm sóc. Anh em nhìn cái hồ này. Cái hồ này như là từ lúc ngày làm đến giờ chưa thay. Quá là bẩn luôn rồi. Đấy, bẩn kinh khủng luôn anh em. À, nhưng mà con cá của mình nó vẫn khỏe nè, ăn ngày hai con dubia. Đấy, ăn lần hai con. Và bữa trước giờ mình cho ăn liên tục. Múp. Múp qua múp luôn anh em ơi. Đây, đây anh em thấy không? Đấy, cập nhật cá cho anh em nha. Rồi, đấy mình thuần cá thì anh em thấy không? Bắt đầu cá nó ok hơn. Khi mà mình xác định mình chơi cá anh em, mình sẽ tìm hiểu về nó trước và bên đó mình sẽ đốt hồ tất cả. Cái hồ này Phước vẫn chưa thay nước nha anh em nha. Clip trước thì Phước nói với anh em hồ này rất là bẩn. Đấy, con cá này đang rất là ốm này. Cá này ốm lắm, chắc là ngày mai ngày mốt bắt đầu cho ăn nhiều hơn. Bữa giờ bận đi làm quá. Rồi đây, đây là cái khu vực ngoài này thì Phước chia sẻ với anh em về câu chuyện nuôi dán này. Dán đất thì bây giờ cũng ổn rồi. Dán đất thì bây giờ ổn rồi, có dán con rồi các kiểu rồi anh em. Nó là hơi tối rồi anh em, đây này dán con này. Dán con nó bò bò, ấy đó anh em thấy không? Ấy nó hơi tối nha, anh em thông cảm cho Phước nha. Dán con thì sinh sản ok hết rồi. Rồi còn bên này là khu dán thịt nè. Thì Phước mua này là mua dán thịt nha anh em nha. Về rồi mình sẽ nuôi phát triển và để mình lựa những con dán mà gọi là xa sinh sản. Và mình nuôi tách riêng ra, tách riêng ra nha anh em. Đây bên này là Phước tách, tôm con xích vào đi. Đấy. Thì bên này thì mình tách được một bầy dán xa sinh sản nè nè. Có nhiều anh em hỏi Phước là ủa anh ơi làm sao biết con này là dán xa sinh sản á. Thì mình chia sẻ với anh em nhìn nó dễ nè. Đấy, con dán đực thì nó sẽ có cánh nha anh em nha. Còn con cá con dán mái thì nó bóng nó đẹp lắm, nó to, nó bóng nó đẹp. Nó khác hơn so với cái con dán thường nha anh em. Đây, đây dán thịt nè. Dán thịt anh em thấy không? Cái màu sắc nó nhợt nhạt mà nó không có ấy. Còn khi mà con dán xa sinh sản nè nè. Nó bóng nó đẹp lắm, nó bóng nó đẹp lắm. Đấy, bây giờ ra khu vực này mình sẽ thấy là đủ giống rồi. Đấy, thì có anh em mấy anh em chia sẻ về cách nuôi đó thì mấy em bảo là số lượng này thì cũng được tầm khoảng 450 cặp anh em. 450 rồi. Đấy, thì nó đủ, đã đủ cái số lượng mà để mà mình nuôi sinh sản cho những mùa tiếp theo. Còn câu chuyện này thì mình cứ trang dần, mình nuôi lớn rồi mình trang dần, nuôi lớn trang dần, nuôi lớn trang dần. Còn con nào mà nó lên sai sinh sản thì mình sẽ tách riêng ra cái hộp bên này, còn chưa lên sai sinh sản thì mình cứ là tiếp tục mình nuôi bên này. Anh em thấy hai màu nó khác nhau hoàn toàn không? Đấy, cho anh em biết nha. Rồi đến đây là cái vấn đề mà chia sẻ về cho dán, cho cá ăn nè, chăm sóc dán này ha. Rồi bây giờ tới quay lại câu chuyện chia sẻ về cá với anh em nha. À, cái khu nhà Phước nó như này nè.
mình có trồng cây, nuôi bán chim. Bữa nào mình sẽ làm clip đi bẫy chim nha với anh em nha. Rồi quay lại về vấn đề cá. Cá vẫn là cái kênh mà anh em mong muốn nhất từ Phước đúng không? Đấy, em thấy cá nước khá là bẩn nhưng mà cá khá là sung, bởi vì được cho ăn đồ tươi liên tục. Về câu chuyện mà cho ăn cám, có nhiều bạn hỏi Phước là anh ơi cho ăn cá nên cá như thế nào thì để cá phát triển vảy. Đó là một câu chuyện cực kỳ khó nha anh em nha. Anh em nuôi lên màu thì nó dễ lắm, chứ còn mà nuôi lên vảy thì nó quá trời khó rồi anh em. Nó quá trời khó luôn anh em. Như con này anh em, là con này là hàng tự nhiên nè, Phước mua hàng tự nhiên về nha anh em nha. Vảy nó lên như thế này thì câu chuyện lên vảy thì nó phù hợp vào, phụ thuộc chứ không phải là phù hợp, phụ thuộc vào câu chuyện là nguồn gen của con cá nó như thế nào, rồi trong quá trình nuôi dưỡng nó làm sao. Chứ còn như câu chuyện mà cá tự nhiên anh em thì đấy, như cá tự nhiên như con này mua về là sai lớn luôn, nhưng mà nó một ít vảy, nên là câu chuyện gen nó rất là quan trọng nha anh em nha. Nhưng mà mình khi mình nuôi thì mình mong muốn được cái tốt hơn. Ấy với lại mình mua cá con mà mình cũng đâu biết là cá bố mẹ nó ra làm sao đâu, nên là mình em mình vẫn mà mong muốn mình có một cá con đẹp. Anh em thấy mai mình trả hồ này nha, hồ này lâu quá không trả, rồi nuôi chim ở trên rồi ấy, rớt xuống rồi lọc cũng không chạy, nhưng mà lâu lắm rồi mình không có chăm sóc anh em, bận lắm, ham chơi nữa. Ham chơi rồi, trong đợt này thì làm lại thì đang tính thanh lý bé Surat Thani này nè. Mình báo giá luôn trên này cho anh em là 2,5 triệu, anh em nào chơi thì bế chứ Phước nha, 2,5 triệu. Còn con này thì rẻ hơn, Phước bán cho anh em 1,9 triệu. Đấy, 1,9 triệu. Đấy, anh em nào ở Hà Nội thì qua lấy, còn anh em nào ở xa quá thì thôi. Anh em muốn ship thì mình sẽ ship về máy bay, còn mình sẽ không ship qua đơn vị giao hàng nha. Cá to này không ship đơn vị giao hàng nữa này. Anh em ở Việt Nam anh nào lấy thì cứ báo Phước ship xe hay như thế nào đấy. Mình sẽ chơi là cá con hết hoàn toàn nha nè, chơi là hết cá con. Giống như bé mắc bò này. Đó là một số chia sẻ ngày hôm nay, vì ngày mà clip ngày mai thì mình nói vấn đề là cá chơi về mùa đông anh em nha. Để sao mà mình phát triển được tốt nhất con cá mà cá ít bị bệnh, ít bị chết và ít bị này kia. Rồi, cảm ơn em rất nhiều, clip này nó hơi lăng man. Ok anh em.